Dạ anh ơi, anh có thể cho em biết là khi nào thì cần vệ sinh cái kim phun của anh? Bét phun à, đúng rồi, cái bét phun á. Nó có hai dạng bảo dưỡng. À. Dạng nhất là nếu như mà anh bảo dưỡng định kỳ á, à, thì có hóa chất để okay, bỏ vào đó để anh yeah, bảo dưỡng, giống như là làm sạch cái bét phun bằng thường đó. Yeah, okay. Có nghĩa là anh bảo dưỡng một lần ví dụ 10 hoặc là 20 ngàn thì anh làm một lần. À. Còn nếu như mà anh muốn kỹ, anh muốn làm một lần làm mà để chạy thoải mái rồi mình làm bảo dưỡng một lần một là nó sạch sẽ luôn á. À. Thì mình sẽ tháo bét ra. Okay. Tháo luôn bét ra ngoài. Thì còn 40 ngàn anh sẽ xịt bét. Ờ, vậy là xe này 34 rồi. Thì anh có... mà mình làm vệ sinh cái bét nó thì có tác dụng gì không? Nhất là cái bét của mình đó thì cái hệ thống nhiên liệu nó dễ như nó qua lọc khô xong qua lọc tinh. Dạ. Xong bắt đầu nó vô trong cái bét. Okay. Mà chắc chắn là hệ thống lọc thì nó cũng phải có một cái bụi hoặc cái cặn nào đó nó sẽ bám lại trong quá trình nó vận hành. Ừ. Thì cái mình việc mà xúc nó sẽ thông được cái bét của mình. Ví dụ như thay vì nó đái á, giống như là bét mà nếu mà nó ve nó nhỏ thì dòng này á, chắc chắn là anh sẽ xe anh chạy nó sẽ khói và nó làm xăng đúng không? Okay. Còn nếu mà bếp mà nó phun tôi á là nhiên liệu của nó đốt một lần thì sẽ đốt cháy hết. Rồi rồi, cảm ơn rất nhiều.